Thưa quý vị khán giả, trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp của một số địa phương, thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khẩn trương nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các khu tập trung đông người, khu công nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, các tuyến biên giới. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, nơi đông người. Kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tố giác phát hiện người nhập cảnh trái phép cũng như đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp về từ vùng dịch, từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 thực hiện như sau. Khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn cơ quan y tế, hạn chế đi lại. Trường hợp về địa phương từ sân bay Vân Đồn, thành phố Chí Linh thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Khuyến cáo người dân trong dịp Tết Nguyên Đán không di chuyển đến các khu vực đang có dịch, các khu vực lân cận vùng dịch, hạn chế đi ra ngoài tỉnh khi thực sự không cần thiết. Cơ quan quản lý khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, người lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Một số cơ sở sau khi giải tán hết số người cách ly, triển khai thực hiện công tác vệ sinh, đảm bảo sẵn sàng đội ngũ tham gia phòng chống dịch nhằm kích hoạt khi tái hoạt động. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng 1900-6065 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau đây. Rà soát và kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, chỉ đạo toàn ngành thực hiện công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó. Lập danh sách tất cả các trường hợp trên địa bàn đi đến điểm có dịch, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp mắc bệnh. Siết chặt việc ra vào bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khi phát hiện có ca nghi nhiễm phải báo ngay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Các lực lượng vũ trang siết chặt các hoạt động xuất nhập cảnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt đối với 5 huyện giáp biên giới Campuchia. Các sở, ban ngành và các lực lượng khác tải cài đặt ứng dụng Bluezone.